Xin chào các bạn. Bữa trước mình có giới thiệu anh em về cây súng xịt hơi thổi bụi có ống giảm thanh. Thì bữa trước là cái cây này là cây 5008, là cây vòi ngắn. Bây giờ giới thiệu anh em cây là vòi dài. Đây, ngắn dài khác nhau cái vòi, còn phần cán thì phần đổ từ cái mõm đổ vào là giống nhau hết, chỉ khác nhau cái phần vòi thôi. Phần vòi dài thì chúng ta sẽ dễ móc méo vào trong các cái khu vực hẻm hóc. Thì cây này là 5009, tức là số nó tăng lên tí. Về một kết cấu phần còn lại giống y chang, đều là có thông số, họ đều có ghi lên trên đây cả, anh em về cũng không cần phải nhớ, ở trên đây họ ghi rõ thông số lên trên đây. Sản xuất tại Ý, thương hiệu thì Edora nhưng mà nhà máy sản xuất tại Ý. Giờ thì theo một thời buổi của thế giới toàn cầu, thế giới phẳng, mọi nơi đều giống nhau hết. Thì cái hay chú tâm vào phần vòi dài này, vì sao nó đắt là vì nó có gắn thêm cái ống giảm thanh ở cái đoạn chỗ này. Bạn thấy cái vòi, điều đặc biệt của nó nằm chỗ cái vòi này đó, vô cơ để bạn thấy là nó sẽ rãnh đây, chia khí ra đi theo nhiều đường khác nhau, và cái kết cấu nào bên trong đây như thế nào đấy để cho cái khí nó đi ra nó ít tiếng ồn nhất. Thì anh em dùng cá nhân thì không quan tâm mà cũng không cần thiết phải dùng cái này dùng trong nhà máy xí nghiệp, cơ quan xí nghiệp người ta sản xuất số lượng dài ấy, nhiều người dùng ấy, thì cái tần số ồn ào của thì tần số xì hơi của cái này, tần số âm thanh nó cộng hưởng với nhau, nó tạo ra cả một khu vực nó ồn ào, nó giống như đám đông vậy đó, thì độ ồn nó sẽ tăng lên, và độ ồn thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và nói chung là người ta có quy định liên quan đến môi trường, độ ồn nó phải ở mức bao nhiêu. Thì cái này thì độ ồn của cái này nó dưới 80 decibel, dưới bảy mấy ấy, mình không nhớ một cách chính xác, thì có thuyết minh chi tiết ở trong website để anh em vào coi. Mục đích mình giới thiệu là vậy, anh em biết là chúng ta không dùng cho mục đích cá nhân mà dùng cho nhà máy xí nghiệp. Tất nhiên là ở nhà nếu chúng ta cần, chúng ta dùng nhiều và chúng ta có mua cái này thì cũng chả sao. Nếu chúng ta hãy quan tâm đến sự ổn yên tĩnh. Rồi, cái phần này móc này để cho chúng ta móc vào trong đồ dùng dụng cụ, trong cái tủ, trong cái bảng treo ở trong nơi chúng ta làm việc. Thì cái chuôi này là chuôi đồng, về anh em có thể thay chuôi theo kiểu chuẩn của Việt Nam, như chuẩn của cái này nó kiểu của châu Âu. Chúng ta gắn cái quýt công linh vào đây này, công nhanh vào đây, nó không phù hợp với cái hệ thống của chúng ta. Thì cái này là cái gắn dài như vậy, có hai mã, thì theo mục đích sử dụng khác nhau thì anh em mua cái đồ tương ứng.